kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 29 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, thuộc xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Hải Đăng Đại Lãnh được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19, nằm sừng sững giữa không gian núi non hùng vĩ cùng với biển xanh mênh mông, không chỉ tạo nên cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà đây còn là nơi đón những tia nắng đầu tiên nên chắc hẳn sẽ đem tới cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị. Để có thể đến với ngọn hải đăng này, du khách có thể chọn cung đường leo núi, băng qua những bậc thang quanh co để vừa đi vừa có thể ngắm cảnh. Sau khi vào trong ngọn hải đăng, du khách sẽ leo qua hơn 100 bậc thang để có thể phóng tầm mắt ra xa và chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp của núi non hùng vĩ và biển trời bao la. Nếu như muốn chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của bình minh với những tia nắng dần xuất hiện trên biển, thì du khách sẽ phải có mặt tại đây trước 5 giờ sáng. Ngoài việc tham quan ngọn hải đăng Đại Lãnh, du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội đến với bãi Môn để có thể đặt chân trên dải cát trắng mịn màng, đắm mình trong làn nước biển trong xanh, mát lành và hưởng ngoạn vẻ đẹp vừa nên thơ vừa hùng vĩ và rất đỗi hài hòa của biển và núi. Dự báo thời tiết tại Phú Yên khá ổn định trong 3 ngày tới. Ban ngày có nắng ráo với mức nhiệt cao nhất ở khoảng là 33 cho tới 34 độ. Chiều tối có mưa rông nhưng ít khả năng có mưa to. Do đó, đây là nơi lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động du lịch của quý vị. Tuy nhiên, đối với các hoạt động tắm biển của du khách, cần hết sức lưu ý vì sóng gió mạnh còn xảy ra trong đêm nay và ngày mai. Các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận cũng là nơi có thời tiết thuận lợi cho du lịch so với các vùng biển khác trên cả nước. Bởi vì trong 3 ngày tới thì thời tiết ban ngày vẫn là trời nắng với nhiệt độ duy trì trong ngưỡng lý tưởng với các hoạt động du lịch. Cao nhất ngày hầu như không vượt quá 34 độ. Mưa dông xuất hiện rải rác về chiều tối, những cơn mưa này có thể làm gián đoạn đôi chút các hoạt động diễn ra ngoài trời. Riêng ngày mai, du khách cần lưu ý đề phòng có mưa vừa, mưa to ở phía bắc của khu vực. Là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 4, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to xảy ra diện rộng trong 3 ngày tới. Cùng với đó, gió mạnh do bão cũng sẽ xảy ra ở các khu vực từ Thanh Hóa cho tới Quảng Trị từ sáng sớm mai, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng khu vực trũng thấp cũng rất cao, cho nên rất nguy hiểm cho các hoạt động du lịch tại đây. Cũng chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu mây bão số 4 nên những cơn mưa dông tại Bắc Bộ cũng gia tăng và xảy ra trên diện rộng, có nơi có mưa to đến rất to trong suốt 3 ngày tới. Trong cơn dông còn có nguy cơ xảy ra các hiện tượng như là lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng cũng rất cao. Vì vậy, người dân cũng như du khách khi đến với khu vực cũng cần phải lưu ý với điều kiện thời tiết bất lợi này. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày mai mưa xuất hiện khá bất chợt, có lúc mưa có cường độ lớn và dễ kèm theo đó là các nguy cơ về lốc sét, gió giật mạnh. Một số khu vực đô thị lớn cần tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra ngập cục bộ do mưa lớn, nên du khách cần chú ý để phòng tránh. Còn khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 8 trở đi, khoảng thời gian tập trung mưa nhiều nhất xảy ra về chiều tối và đêm, có nơi có mưa vừa, mưa to. Diện và lượng mưa có phần giảm bớt, vì vậy mà sẽ thuận lợi hơn cho du khách đến đây du lịch. Tiết trời trong ngày khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất hầu như không vượt quá 31 độ tại Tây Nguyên và 33 độ tại Nam Bộ. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Và sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!